Giờ mấy em học qua cái bài bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu hoặc là bệnh gan do rượu nha. Nguyên nhân thường gặp của gan nhiễm mỡ không biết lựa chọn phương pháp đánh giá sơ hóa gan của bệnh gan do rượu và NAFLD. Nếu được định nghĩa NAFLD mô tả được bệnh cảnh lâm sàng của bệnh gan rượu và NAFLD và kể được các yếu tố nguy cơ của bệnh NAFLD, tức là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Đầu tiên là biết cơ chế bệnh sinh của cái gan rượu thì mấy em chỉ nhớ được hai chuyện thôi. Cái thứ nhất là bản thân cái rượu của mình á, alcohol của mình á, đi khi nó đi vào cơ thể nó có thể tác động trực tiếp quá trình viêm ở gan, nó có thể tác động trực tiếp trên gan, nó gây độc ở gan, hoặc nó thông qua cái đường tiêu hóa của mình, nó thông qua đường tiêu hóa của mình nó làm rối loạn về chức năng hàng rào bảo vệ của niêm mạc ruột, làm tăng tính thấm, làm giảm tính thấm của niêm mạc ruột, và nó tăng sinh vi khuẩn ở trong cái niêm mạc ruột. Và từ cái sự tăng sinh này nó bắt đầu có hiện tượng translocation, tức là cái hiện tượng mà nó thoát ra khỏi lòng ruột vào trong hệ tuần hoàn, và nó kích hoạt một cái quá trình viêm, hay nó kích hoạt một cái quá trình viêm toàn thân và nó ảnh hưởng tới gan. Như vậy cái tổn thương ở gan nó có thể có hai cơ chế, tức là nó tác động trực tiếp đến gan hoặc nó thông qua cái ruột của mình. Về bệnh cảnh lâm sàng của rượu thì nó qua ba giai đoạn nhiễm mỡ, giai đoạn viêm gan và giai đoạn xơ gan. Cái giai đoạn nhiễm mỡ tức là nó chỉ có gây tình trạng nhiễm mỡ ở gan thôi, mình có thể phát hiện trên siêu âm. Nó không có triệu chứng gì hết mấy em, hoàn toàn không có triệu chứng, chỉ siêu âm trả lời là gan nhiễm mỡ thôi. Thì khi một bệnh người mà họ uống rượu tới một cái ngưỡng nào đó, thường là nam trên 30 gram một ngày hoặc là 210 gram một tuần, nữ thì trên 20 gram một ngày hoặc là trên 140 gram một tuần, thì cái gan bình thường nó sẽ bị nhiễm mỡ. Và nếu lúc đó mình ngưng rượu thì có thể là trở về lại bình thường. Cái nhiễm mỡ này nó có thể hoàn toàn bình thường, nó không có triệu chứng gì hết, nó chẳng ảnh hưởng gì hết. Nhưng nếu khi nó qua giai đoạn viêm, nó qua viêm gan rượu, nó qua giai đoạn viêm, thì khi viêm á, thì nó sẽ gây gì mấy em? Nó có thể nó gây một bệnh cảnh viêm gan cấp, hoặc nó gây một cái tình trạng viêm gan do rượu mãn tính. Và khi viêm gan do rượu mãn tính thì nó diễn tiến từ từ đến xơ hóa, xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan. Như vậy cái bệnh cảnh của rượu nó có thể là nhiễm mỡ đơn thuần thôi, hoặc là nó đã có tình trạng viêm, thì viêm nó biểu hiện bằng gì? Bằng men gan tăng, là bằng GGT nó tăng lên, GGT nó tăng lên, AST nó tăng, ALT tăng. Và trong bệnh cảnh cấp thì nó tăng theo kiểu gì? AGGT tăng cao là tới AST, rồi lớn hơn 2 lần ALT. Cấp trong bệnh cảnh mãn tính thì đôi khi nó không có tăng cao hết, mình thấy AST lúc nào nó cũng lớn hơn ALT hết, mình học trong cái xét nghiệm rồi. Và khi nó tăng nhẹ nhẹ như vậy, cứ uống rượu ở cái ngưỡng kéo dài như vậy thì nó sẽ diễn tiến đến xơ và ung thư. Ngoài ra thì rượu nó có thể có những cái biểu hiện toàn thân, nó biểu hiện nhiều cơ quan khác nữa chứ không phải chỉ ở gan. Nó có thể biểu hiện ở miệng, ở họng hoặc ở thanh quản. Nó có thể làm tăng nguy cơ ung thư thanh quản. Nó có thể ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe, tâm thần, những người nghiện rượu, ảnh hưởng đến não, ảnh hưởng đến thần kinh, ảnh hưởng đến hệ tim mạch, ảnh hưởng đến dạ dày, biết rồi, ảnh hưởng đến tủy, nó là một trong những nguyên nhân gây viêm tủy cấp, đúng không ạ? Ảnh hưởng đến cái hệ miễn dịch của mình, vân vân. Tức là rượu là nhưng mà một trong những cái mình người ta thấy là rượu và bệnh lý tim mạch nó có nguy cơ, nó có một cái mối liên quan rất là rõ giữa rượu và một tình trạng bệnh lý tim mạch. Ở những người uống rượu ít thì người ta thấy không có liên quan với bệnh cơ tim giãn nở, nhưng những người mà uống rượu nhiều thì họ thấy có thể có làm tăng nguy cơ suy tim, tăng nguy cơ rung nhĩ, tăng nguy cơ huyết khối, nguy cơ stroke, nó tăng nhiều nguy cơ. Ví dụ như là nó có thể tăng làm nguy cơ rối loạn nhịp trên thất ở những trường hợp mà uống rượu nhiều chẳng hạn ha. Tức là mình biết ngoài gan ra thì rượu nó có thể ảnh hưởng nhiều cơ quan khác, mà đặc biệt là nó tăng ung thư. Ví dụ như tăng ung thư của họng, của hầu, tăng nguy cơ ung thư quản, tăng nguy cơ ung thư gan, tăng nguy cơ ung thư thanh quản, ung thư buồng trứng ở nữ ha, tăng nguy cơ ung thư. Và người ta thấy rằng bắt đầu uống ở cái ngưỡng rượu là một đơn vị một ngày, một đơn vị tương đương với 1 10 gram á, thì đã bắt đầu có nguy cơ ung thư rồi. Về chẩn đoán thì người ta theo cái hiệp hội gan mật châu Âu, EASL là viết tắt của chữ EASL, tức là European Association, European, nó viết tắt của chữ là của cái hiệp hội nghiên cứu bệnh gan châu Âu, là nó có tiêu chuẩn chẩn đoán 2018 là khi mấy em thấy một người mà họ uống rượu nữ trên 20 gram một ngày,
một số cái hiệp hội họ dùng cái đơn vị tuần, tức là trên 140 gram một tuần, hoặc là nam trên 30 gram một ngày, hoặc là theo Asian, tức là theo Mỹ thì trên 210 gram một tuần, và liên tục kéo dài trong 2 năm mà cộng có các triệu chứng lâm sàng và bất thường về xét nghiệm sinh hóa, thì họ nghĩ đây là bệnh lý do rượu. Và trong khi chẩn đoán thì mình phải chẩn đoán do rượu và mình phải đánh giá mức độ sơ hóa để mình tiên lượng. Thì triệu chứng của viêm gan do rượu á, là trong trường hợp viêm gan cấp á nha, cấp thì nó sẽ có những cái triệu chứng vàng da, có thể sốt. Cái sốt của này không phải do nhiễm trùng, sốt là trong bệnh cảnh viêm gan rượu thôi, mệt, sụt cân, suy dinh dưỡng. Cái sốt thường thường nó kéo dài không quá 100 độ F, tức là khoảng 38 độ 3 đó. Nếu mà cái sốt mà 39, 40 độ thì qua chừng không phải do rượu. Cái sốt này nó kèm với tăng bạch cầu đa nhân trung tính, thành ra đôi khi trên lâm sàng mình không có phân biệt được cái này có nhiễm trùng hay không, nó rất là khó phân biệt. Bilirubin có thể là tăng hoặc không tăng, nhưng nếu mà tăng bilirubin thì tiên lượng nó không có tốt. Nó tăng men hôm bữa mình học rồi, AST, ALT nó tăng và có cái khuynh hướng AST lớn hơn 2 lần ALT. Còn GGT nó có thể tăng lên cả ngàn luôn. Và đặc điểm của cái gan rượu là gì? Men gan nó tăng không có cao, hiếm khi vượt quá 300 và rất hiếm khi gần như không có vượt quá 500 đơn vị. Do đó một bệnh nhân vào với mình uống rượu mà người ta khai là người ta uống rượu nhiều mà người ta thấy men lên cả ngàn, thì men biết là cái 1000 đó không phải do cái alcohol đâu. Có thể là do một cái độc chất ở nằm trong rượu đó, nó gây bệnh nhân bị viêm gan do độc chất đó, hoặc là nó có một cái nguyên nhân gì khác. Nếu trường hợp mà bệnh nhân này có cái trường hợp suy gan rồi á, thì có thể là có giảm albumin. Thường á, cái người gan rượu nó hay có giảm albumin vì nó bị suy dinh dưỡng, hoặc nó hoặc sơ gan mất bù thì albumin nó sẽ giảm, tiểu cầu nó sẽ giảm và QT nó kéo dài, prothrombin thai nó kéo dài. Tuy nhiên trong những trường hợp bệnh cảnh viêm gan rượu cấp, gan rượu cấp thì cái gan nó to ra, tế bào gan nó bị to phồng lên và nó sẽ chèn vào trong cái hệ cửa, nó gây làm tăng áp cửa thoáng qua và nó có thể gây ra một cái bệnh cảnh giả sơ gan, nó gọi là tăng áp cửa thoáng qua chứ không phải tăng áp cửa do những cái giải sơ. Thì nó đôi khi nó cũng có giảm tiểu cầu, nó cũng có bán bụng, nhưng mà sau khi mình điều trị ổn rồi bệnh nhân trở về bình thường. Còn với sơ gan mất bù á, em biết đối với sơ gan mất bù khi nó đã có bán bụng phù chân rồi á, hoặc là nó có bệnh não gan hoặc bởi dạ dày mà thực quản rồi, thì mấy em chỉ ổn định về triệu chứng, giảm giảm các biến chứng thôi, chứ không bao giờ nó lùi lại được sơ gan. Muốn nó lùi được cái sơ gan thành F3, F2 thì nó phải là sơ gan còn bù. Do sơ gan mất bù mình không có cách gì mà mình điều trị cho nó hết sơ gan hết. Thì đối với viêm gan rượu, mấy em chỉ nhớ những cái đặc điểm này. Nó có một cái đặc điểm quan trọng, bạch cầu đa nhân nó tăng, mà càng tăng nhiều có nghĩa là cái tiên lượng gan rượu nó càng kém. Nó kẹp theo suất nhẹ nhẹ dưới 100 độ F, thành ra đôi khi mình cần phân biệt với nhiễm trùng ha. Mà mới đặc điểm tăng men gan nó gợi ý cho mình rất là nhiều nha. Nhưng mà em nhớ theo thời gian thì cái thằng nào giảm nhanh, AST nó giảm rất là nhanh vì thời gian bán hủy nó có 17 giờ thôi, trong khi ALT là 27 giờ. GDT đến ALT đến 47 giờ và GDT đến gì 26 ngày. Do đó theo thời gian đến khi bệnh nhân ngưng rượu thì GDT nó vẫn còn tăng cao lắm, nhưng AST này nó giảm nhanh hơn, do đó cái tỷ số này nó không còn lớn 2 nữa mà nó đôi khi nó lớn 1 thôi, hoặc thậm chí nó đảo luôn. Và nó đôi khi nó rất là khó khi mà mình biện luận lâm sàng, cận lâm sàng ha. Những cái dấu ấn trực tiếp và gián tiếp theo cái hiệp hội bệnh gan của Hoa của châu Âu, thì cái dấu hiệu trực tiếp gián tiếp của mình là mình dựa vào GGT. Mấy em thấy không, cái GGT nó có giá trị lắm, nhưng mà cái GGT này nó bị nhiều yếu tố gây nhiễu lắm. Cái bệnh gan nào GGT nó cũng tăng hết, nó tùy thuộc vào thuốc, nó tùy thuộc vào sex, vào giới tính và BMI nữa. Cái GGT này nó tăng mà phải nó tăng cao lắm kìa thì nó mới có gợi ý bệnh gan, có độ nhạy, độ đặc hiệu giới hạn rất là rộng. Thứ hai là AST, AST nó tăng kế tiếp và nó tăng hơn 2 lần ALT. Do đó kế tiếp cái dấu hiệu giúp mình gợi ý là AST và ALT ha. AST ALT là đương nhiên. AST ALT nó phải tăng theo cái kiểu AST lớn hơn 2 lần ALT thì nó gợi ý rất là nhiều do rượu. MCV là thể tích trung bình của hồng cầu. Đa số bệnh nhân uống rượu mãn tính thì nó thiếu vitamin B12 và axit folic, nó gây ra thiếu máu hồng cầu to. Thiếu máu hồng cầu to, do đó cái MCV này nó sẽ tăng trên 100, trên 100 ha. Hoặc là bệnh nhân này là gì? Do cái tình trạng rượu, cái độc tố của rượu nó làm thay đổi cái màng hồng cầu, làm cái hồng cầu to ra mà không có thiếu máu. Nhưng mà thường đa số là thiếu B12 và axit folic. Đây là những cái dấu hiệu gián tiếp giúp mình chẩn đoán bệnh rượu, gián tiếp chẩn đoán bệnh gan rượu ha. Còn trực tiếp là đương nhiên mình phải kiểm tra rượu ở trong hơi thở, kiểm tra rượu ở trong máu, kiểm tra trong nước tiểu hoặc trong tóc. Thì cái này có thể giúp mình xác định cái rượu ở trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi,
trừ trong trường hợp tóc thì mình có thể phát hiện được cái ngưỡng rượu mà nó uống hàng ngày trong vòng 3 tháng ha. Nhưng mà còn những cái này mình trừ trường hợp vô ngộ độc cấp do rượu thì mình có thể thử nước tiểu hoặc thử thử trong máu thôi. Còn thông thường mình chẩn đoán qua cái yếu tố gián tiếp. Về cái test xâm không xâm lấn để đánh giá sơ hóa gan thì mấy em thấy họ kể rất là nhiều nha, nhưng mà không có cái EPRI. Nhớ, đối với rượu thì không sử dụng EPRI trong bệnh cảnh rượu cấp nha, mà thậm chí mãn tính cũng phải rất là cẩn thận. Vì nó có nhiều yếu tố đó làm tăng AST mà không phải là do tình trạng sơ hóa, hoặc là giảm tiểu cầu do tăng áp cửa thoáng qua, nó không phải là do tình trạng sơ hóa. Do đó mình dùng tiểu cầu với AST thì nó không chính xác cho rượu. Và đối với rượu mấy em sử dụng FibroScan nha. Sử dụng, nếu mà sử dụng hình ảnh thì mấy em sẽ sử dụng FibroScan. Còn nếu về đây là FibroTest F4, tức là những cái mà những cái dấu ấn khác, nhưng mà em nhớ đối với rượu thì không sử dụng EPRI mà mình có thể sử dụng FibroScan hoặc là kỹ thuật ACVI, tức là những cái kỹ thuật về hình ảnh. Đây đây là rượu sử dụng kỹ thuật FibroScan, tức là đo độ đàn hồi thoáng qua, transient elastography. Người ta làm nghiên cứu, ta thấy điểm cắt và ta thấy đánh giá mức độ sơ hóa nặng và sơ gan 9.5, 12.5 với độ nhạy khá là tốt, mấy em ha, độ đặc hiệu chấp nhận được. Cái đó mình sẽ dùng FibroScan hoặc là ACVI để mình đánh giá cái sơ hóa của rượu. Tóm lại, rượu làm tăng nguy cơ bệnh tim và ung thư. Chẩn đoán gan rượu khi mấy em có cái tình trạng thứ nhất uống rượu thường xuyên trên 20 gram một ngày ở nữ và trên 30 gram một ngày ở nam, cùng với những cái triệu chứng lâm sàng và bất thường về xét nghiệm sinh hóa, trong đó ba xét nghiệm, bốn cái mình phải giới gián tiếp là nhớ là gì: GGT, AST, ALT và MCT, MCV á, hồng cầu nó to ra. Và để đánh giá đại đạo sơ hóa thì mình dùng FibroScan hoặc là kỹ thuật ACVI. Còn viêm gan rượu nặng thì cái phần này là của cái phần điều trị, đừng để ý cô chưa có bỏ đó. Rồi mình sẽ qua một cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, gọi là non alcoholic fatty liver disease, mình gọi tắt là NAFLD. NAFLD thì cái định nghĩa là gì? Bình thường là đến gan bình thường của mình, bình thường trong tế bào gan của mình vẫn có mỡ, nhưng mà cái tổng tô tồn mỡ của mình á, nó không vượt quá 5% tế bào gan. Cái mỡ này là triglyceride nha, đây là trên mô học hoặc là trên hình ảnh học. Khi mà mình thấy cái gan của mình nó có mỡ mà nó có lượng mỡ này nó trong tế bào gan nó vượt trên 5% thì bắt đầu mình gọi là bệnh gan nhiễm mỡ không do, mình gọi là gan nhiễm mỡ không do rượu. Và cái nhiễm mỡ này thường thường khi nó mà nhiễm mỡ càng nhiều thì mình có thể phát hiện được không những bằng mô học mà bằng hình ảnh học luôn. Thành ra họ định nghĩa là nếu trên lâm sàng mấy em phát hiện qua siêu âm hoặc qua CT hoặc coi MRI bất cứ hình ảnh nào mà trả lời gan nhiễm mỡ, coi như là người này là NAFLD, với điều kiện là loại trừ các nguyên nhân gây nhiễm mỡ khác nha. Nhưng mà siêu âm thì thông thường nó chỉ phát hiện được cái nhiễm mỡ từ 20-30% trở lên thôi. Thành ra đôi khi á, trên siêu âm nó trả lời không nhiễm mỡ nhưng mà thật sự bệnh nhân vẫn bị nhiễm mỡ, nếu mình đánh giá đo độ mỡ bằng kỹ thuật CAP của FibroScan. Cái về định nghĩa là nhiễm mỡ trên 5% phát hiện trên mô học hoặc là mấy em thấy được hình ảnh học có gan nhiễm mỡ, và phải loại trừ nguyên nhân gây nhiễm mỡ khác. Nguyên nhân khác bao gồm rượu, tức là tiêu chuẩn uống rượu không đạt, ví dụ bệnh nhân uống dưới 30g một ngày đối với nữ, dưới 30g một ngày đối với nam. Thuốc, một số thuốc nó sẽ gây là nhiễm mỡ, hoặc là virus B và C, đặc biệt là C nó sẽ gây nhiễm mỡ. Sau khi mình loại trừ hết tất cả các nguyên nhân khác mà không có, mà mình thấy không tìm ra nguyên nhân khác, chỉ có nhiễm mỡ mà không tìm, không phải thuốc, không phải rượu, không phải bất cứ nguyên nhân khác, thì mình gọi là NAFLD. Mặc dù cái tên của nó là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, nhưng đương nhiên là phải loại hết các nguyên nhân khác, chứ không phải chỉ có rượu nha, phải loại hết. Đây là cái gánh nặng của toàn cầu, các bạn thấy là cái tỷ lệ mà tần suất việc mắc của NAFLD nó rất là lớn. Có những vùng mà trên 30% dân số, có những vùng trên 20% dân số. Của mình được bảo từ 10 đến 20%, mình màu vàng thì hy vọng là mình bây giờ cũng nhiều lắm rồi. Thì cái đây là cái gánh nặng toàn cầu, nó liên quan đến những cái vấn đề thay đổi về lối sống. Thì đây là cái dữ liệu trong 2017 cho thấy rằng cái NAFLD ở phương Tây và ở châu Á. Trước đây họ cho rằng cái bệnh này nó chỉ gặp ở các nước giàu thôi, những cái người mà béo phì, những người rối loạn chuyển hóa, những người đái tháo đường vân vân. Nhưng mà hiện nay họ thấy giữa châu Á và châu Âu không có khác nhau. Tức là cái tỷ lệ hiện mắc vẫn khoảng 25% chung. Tỷ lệ hiện mắc vẫn khoảng 25% chung, mấy em chỉ nhớ vậy thôi. Đặc biệt là như vậy. Và một cái đặc điểm nữa của người châu Âu với người châu Á là gì? Cái người châu Âu là béo phì, hội chứng chuyển hóa, yếu tố gen. Còn người châu Á của mình nó cũng béo phì, hội chứng chuyển hóa, cũng có đái tháo đường, nhưng cái yếu tố về gen nó mạnh hơn. Ra trong gia đình đó, ví dụ như bố mẹ bị nhiễm mỡ thì đôi khi con cái cũng bị luôn, cũng bị gan nhiễm mỡ luôn.
yếu tố gen rất là mạnh. Thành ra có những cái người mà mấy em thấy nó gầy phong gầy teo, nó chẳng có phải béo phì, nó cũng không có rối loạn chuyển hóa luôn, nó không có tái đáo thường, nó vẫn có thể bị nhiễm mỡ nha. Nó có yếu tố về gen, đồ đặc biệt ở châu Á nó mạnh hơn. À, đối với cái người mà gọi là sức khỏe và chuyển hóa thì nó chia làm hai loại, loại là khỏe mạnh và loại không khỏe mạnh. Đối với cái loại khỏe mạnh đây, cái loại khỏe mạnh thì cũng có cái người gầy, người bình thường và người béo phì. Tức là cái người béo bị bệnh về chuyển hóa hết. Nhưng mà những cái người béo phì đôi khi cái mỡ nó BMI nó cao. Mình gọi là béo phì nhưng thực sự nó không phải béo mỡ, mà nó do cái lượng cơ nó nhiều, mỡ nó không có nhiều, mà khối lượng cơ nó nhiều. Những người này mỡ máu không có cao, độ nhảy insulin vẫn còn tốt. Tức là những cái người gọi là cân nặng rất là cao, nhưng mà em thấy cái cơ thể họ vẫn cân đối, thì họ vẫn là cái thể khỏe mạnh. Hoặc là những người những cái người, đây là những người khỏe mạnh ha, tức là cái những người, hoặc là những cái người mà cơ thể hoàn toàn bình thường, tức là không có béo ha, cơ thể bình thường hoặc gầy nữa, thì đương nhiên là những cái người này đôi khi nó là đa số là bình thường, mỡ nội tạng nó thấp, khối lượng cơ nó tốt, mặc dù nó gầy nhưng mà khối lượng cơ nó vẫn đủ, cái tỷ lệ cơ và mỡ nó vẫn an toàn ha. Còn cái nhóm mà không khỏe mạnh về chuyển hóa, cả người béo phì cả người ốm đều bị. Cái người béo phì mấy em biết rồi, người mà người thường là có bụng rất là bự ha, cái bụng rất là bự luôn, nó gọi là mỡ nội tạng rất là cao, lượng mỡ rất là cao ha, chỗ này là triglycerides cao, nhưng mấy em sửa lại, triglycerides cao và HDL nó thấp, chỗ này hơi bị nhầm. HDL là cái mỡ tốt thì nó thấp và triglycerides thì nó cao, mấy em sửa lại này giùm cô. Rồi, rồi độ nhảy insulin nó thấp. Cái này là cái người này là người ở châu Á mình gặp nè, cái người gầy nhưng mà chuyển hóa nó rất là không khỏe mạnh, và những người này bị gan nhiễm mỡ. Tức là gầy, cân nặng nó thấp, nhưng mà em thấy là gì, toàn mỡ không à, cơ không có, lượng mỡ rất là nhiều, cơ không có ha, mỡ trong gan rất là cao, triglycerides rất là cao. Cái dạng này thành ra em đừng có nhìn một cái người gầy mà em tưởng là nó không có gan nhiễm mỡ nha. Em để ý những cái người gầy á, nhưng mà em thấy toàn là mỡ da không à, cơ không có bao nhiêu, không có tập thể dục ha, và lượng mỡ trong gan nó rất là cao. Thành ra cả người gầy hay người ốm hay người bình thường đều có thể có những cái bất thường về chuyển hóa hết. Đặc biệt mình ở có cái thể là NAFLD, thể gầy, tức là gọi là lean, thể gầy, thể mà không có béo phì, non obese, không béo phì. Về bệnh cảnh lâm sàng của nó cũng có thể diễn tiến từ cái gan nhiễm mỡ đơn thuần, chưa có viêm. Không viêm thì sao ạ? Không viêm thì không sơ hóa. Vì nó mãn tính, nó đâu gây cấp đâu. Không sơ hóa thì không sơ gan và không ung thư. Rồi, để đi. Rồi, bắt đầu nó viêm. Viêm thì nó dùng cái từ là NASH. NASH tức là Non-alcoholic steatohepatitis, tức là viêm gan nhiễm mỡ không do rượu, hay là NASH. Còn cirrhosis là nó qua sơ rồi. Qua sơ rồi, em ha, cứ nhớ vậy. Gan nhiễm mỡ đơn thuần, chỉ có mỡ thôi, bắt đầu viêm thì NASH, và qua sơ gan, nó có 3 giai đoạn giống như là gan rượu vậy đó ha. Về cơ chế bệnh sinh của nó thì gồm nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu là 3 yếu tố chính. Yếu tố về di truyền, yếu tố về gen. Em ha, nhiều lúc mình không thấy mình có yếu tố gì hết, về chuyển hóa hết, mà sao mình vẫn bị, đó là yếu tố về gen. Yếu tố về môi trường, cái chế độ ăn của mình không có hợp lý, chế độ ăn không có khỏe, không gọi là unhealthy diet, hoặc là cái chế độ sinh hoạt của mình, toàn ngồi một chỗ, không tập thể dục thể thao, yếu tố môi trường. Hoặc yếu tố về chuyển hóa, mình có đề kháng insulin, mình có hội chứng chuyển hóa, mình có béo phì, mình có đái tháo đường. Và ba cái yếu tố này nó sẽ tác động lên để gây ra tình trạng nhiễm mỡ, gây ra tình trạng viêm và tình trạng sơ hóa. Và ba cái yếu tố này gọi là multiple parallel hit, tức là ba cái này nó đánh cùng một lúc và song song với nhau. Trước đây nó có cái quan điểm là two hit, tức là chỉ có hai yếu tố thôi. Hai yếu tố là rối loạn insulin và thứ hai nữa là tình trạng viêm, nhưng bây giờ nó gọi là rất là nhiều yếu tố và nó xảy ra song song cùng lúc với nhau. Về diễn tiến tự nhiên của người châu Á mình là cái gan bình thường. Nếu mình có yếu tố nguy cơ, mình có một trong ba yếu tố đó thì mình có thể bị NAFLD, tức là nhiễm mỡ đơn thuần. Nhiễm mỡ đơn thuần có thể phục hồi lại bình thường nếu mình cải thiện được về lối sống, mình điều chỉnh lại cái chế độ ăn của mình ha. Còn bắt đầu nó có viêm, nó qua viêm thì bắt đầu nó sơ hóa, và sơ hóa nó diễn tiến từ từ, sơ gan. Cứ mỗi giai đoạn sơ hóa của NAFLD thì nó trong vòng 7 năm nó diễn tiến rất là chậm, như thế chậm lắm, 7 năm nó mới nhảy một bậc sơ hóa. Tức là từ sơ hóa F1 đến F2 nó mất phải 7 năm. Nhưng mà nếu nó kẹp theo các bệnh lý khác đi kèm thì nó có thể diễn tiến nhanh hơn. Và khi tới sơ hóa và sơ gan rồi thì nó có thể ung thư. Một trong những cái bệnh lý này nguy hiểm nhất là ung thư biểu mô tế bào gan, nó có thể xảy ra khi bệnh nhân chưa qua giai đoạn sơ hóa, chưa qua giai đoạn sơ gan. Nó mới sơ hóa F2, F3 nó vẫn có thể ung thư.
Còn cái đặc điểm viêm gan do virus thì thường thường khi nó qua giai đoạn xơ gan F4 nó mới ung thư. Còn cái thằng NASH này nó muốn ở giai đoạn nào nó vẫn có thể có nguy cơ ung thư. Thì nó rất là sợ ha. Nhưng mà hầu như là bệnh nhân họ không có chết vì cái gan đâu, họ chưa kịp chết vì gan thì họ đã chết vì bệnh tim rồi. Tại vì bệnh tim mạch và bệnh gan nhiễm mỡ không gian nội nó cùng yếu tố nguy cơ. Nó cùng yếu tố nguy cơ, nó cũng là rối loạn lipid máu, nó cũng là tăng huyết áp, nó cũng là đái tháo đường, nó cũng là béo phì. Nó chia sẻ với nhau các yếu tố nguy cơ. Nó gây ra những cái bệnh cảnh rối loạn về nội mạc, nó gây ra rối loạn về chuyển hóa mỡ, gây ra tình trạng viêm, gây ra tình trạng những cái mảng xơ vữa, gây ra tình trạng stress oxy hóa, gây ra tình trạng đề kháng insulin và bệnh nhân sẽ chết vì các biến cố về tim mạch. Các biến cố về tim mạch. Thành ra mấy em nhớ là những cái bệnh nhân NAFLD này đôi khi người ta chưa kịp chết về bệnh gan, chưa kịp xơ gan, chưa kịp ung thư gì hết thì nó đã chết về bệnh tim mạch rồi. Nhưng họ không nhận ra được cái bệnh gan nhiễm mỡ này nó liên quan đến cái bệnh tim mạch. Họ cứ nghĩ là họ có một cái bệnh tim mạch riêng nào đó thôi. Nhưng thực sự cái gan nhiễm mỡ nó là bệnh nhân này có nguy cơ về bệnh tim mạch. Và đây là một nghiên cứu cho thấy rằng là bệnh gan nhiễm mỡ là một yếu tố nguy cơ. Và người ta nhận thấy rằng cái yếu tố nguy cơ này nó còn mạnh hơn các yếu tố nguy cơ cổ điển của cái bệnh tim mạch luôn. Tức là trên một cái người mà có gan nhiễm mỡ không do rượu thì cái nguy cơ của bệnh lý tim mạch nó tăng lên gấp 64%, nó cao hơn hẳn những yếu tố nguy cơ khác. Khi mình tiếp cận một cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu thì mình đánh giá mức độ nhiễm mỡ. Thì mình biết siêu âm bụng thì chỉ trả lời nhiễm mỡ mức độ nhẹ, trung bình, nặng, mình không có con số. Và đôi khi nó không chính xác giữa người này người kia. Và đôi khi cái nhiễm mỡ ở mức độ từ 10%, 15, 20% đôi khi mình không phát hiện được. Do đó mình có cái đầu dò cáp FibroScan scan vừa đo được xơ hóa là chỉ số màu vàng 33.3 là F4 rồi. Và chữ cáp là đo nhiễm mỡ này. Cáp để đo nhiễm mỡ này. Bên cạnh cái FibroScan cáp thì người ta có ở Việt Nam mình có luôn là MRI, tức là phân suất mỡ, họ đo được cái mỡ. Thì họ được mỡ bằng kỹ thuật MRI cộng hưởng từ. Ở Việt Nam có nhưng nó rất là mắc tiền mà không ai dùng cái này để đo thường quy hết, mà họ dùng cái này để họ thay thế sinh thiết và tiêu chuẩn vàng trong nghiên cứu thôi. Thì mình nhớ là có một cái kỹ thuật là FibroScan cáp. Khi mà em gửi đo ở Medic thì em thấy có cái đầu dò cáp luôn, em đi FibroScan scan thì họ trả lời hai con số. Tuy nhiên một số bệnh viện đó, họ tiết kiệm, họ chỉ mua một cái đầu dò thôi, họ không có đo mỡ, họ chỉ đo được cái mức độ xơ hóa thôi. Nên thành ra khi mà mình có bệnh viện mà có tiền thì nên mua thêm cái đầu dò này để mình đo được cái mức độ nhiễm mỡ. Cái mức độ nhiễm mỡ thì họ thấy rằng á cái bệnh gan nhiễm mỡ này là một cái yếu tố nguy cơ độc lập đối với xơ cứng động mạch cảnh, mà xơ cứng động mạch cảnh thì nó liên quan đến xơ cứng động mạch vành và liên quan đến cái biến cố nhồi máu cơ tim ha. Và xơ cứng động mạch cảnh nó còn liên quan đến cái stroke, những cái trường hợp mà đột quỵ nữa. Và đây là nghiên cứu họ cho thấy rằng là cái độ dày của lớp nội mạc động mạch cảnh này nó tương ứng với cái mức độ nhiễm mỡ ở gan, cái mức độ nhiễm mỡ ở gan. Do đó bây giờ họ thấy những cái bệnh nhân nào mà có gan nhiễm mỡ thì họ sẽ automatic họ đề nghị mình nên làm siêu âm Doppler động mạch cảnh để coi cái động mạch cảnh mình có bị xơ vữa, có bị dày không, để họ phòng ngừa để tránh những cái biến cố về tim mạch và biến cố về stroke nha. Thành ra bây giờ họ thấy cái gan nhiễm mỡ giống như là một cái yếu tố nguy cơ mới của cái bệnh tim mạch và bệnh tai biến mạch, bệnh stroke, bệnh máu não. Đó là những cái khái niệm mới. Rồi bây giờ mình quay lại, đó là cái nhiễm mỡ thôi, không có viêm. Nếu mà bệnh nhân lại có tình trạng viêm luôn á thì nó có nguy cơ đưa đến xơ hóa và xơ gan. Thì cái viêm á thì mình đánh giá bằng cái gì? Viêm khi mình thấy men gan nó tăng. Nếu mình thấy một cái men gan nó tăng mà mình tìm không ra nguyên nhân gì khác trên một cái gan nhiễm mỡ thì mình nghĩ rằng á cái viêm này là do cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, là NASH. Do đó mà nếu mình thấy men gan tăng thì nó nguy cơ rất là cao. Tuy nhiên có những tình trạng viêm mà men nó bình thường á thì em cũng không loại trừ được NASH đâu. Và đôi khi nó có một bệnh khác chồng lên, tức là người này vừa viêm gan B vừa nhiễm mỡ thì em không biết cái men gan này tăng là do nhiễm mỡ hay do viêm gan B, đôi khi mình không phân biệt được. Rồi chính vì vậy mà họ phải bắt mình làm những cái xét nghiệm để tìm con C, tìm con B, tìm sắt, tìm bệnh từ miễn, vì những cái bệnh lý này nó có thể gây ra gan nhiễm mỡ, với tìm những cái nguyên nhân về thuốc. Trước đây thì họ sử dụng những cái chỉ số khác để họ xác định tình trạng viêm gan, nhưng hiện nay chưa có một xét nghiệm nào để được đánh giá tình trạng viêm gan ngoại trừ mình có thể dựa qua gián tiếp men gan thôi. Tuy nhiên cái ferritin em sẽ thấy đi lâm sàng mình thấy đôi khi bệnh nhân nó tăng ferritin rất là cao mà nó không có bệnh lý ứ sắt, thì cái ferritin này nó tăng trong cái bệnh lý gan nhiễm mỡ không do rượu. Và thường thường có tình trạng viêm ấy, thì cái ferritin nó mới tăng, tức là có xơ hóa nó mới tăng. Em nhớ khi mà bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu mà có xơ hóa có nghĩa là phải có viêm rồi nó mới xơ hóa.
không có viêm thì nó không gây sơ hóa, và viêm mình là viêm mãn tính, em nhớ nha. Thành ra một người tới cái mình có gan nhiễm mỡ, mình thấy men gan bình thường, không có nguyên nhân gì khác gây nhiễm mỡ, mà mình đo đo fibroscan mình thấy F3 hoặc F2 thì chắc chắn ca này là NASH. Nó phải có viêm nó mới có sơ, giống như là em phải có vết thương thì em mới có chất sẹo vậy đó. Chứ không có viêm thì không có gây sơ nha. Thành ra đôi khi mình có thể sử dụng ferritin. Đánh giá sơ hóa thì mấy em chỉ biết hai cái thôi, NOFS tức là NAFLD Fibrosis Score, bấm chữ NAFLD Fibrosis Score thì trên đó nó sẽ chỉ cách tính, và cái FibroScan đây là các hiệp hội của châu Âu, của Anh, của châu Á Thái Bình Dương, của Ý, của Mỹ ha. Thường thường nó dùng nhiều nhất là NAFLD Fibrosis Score với FibroScan, nó hai cái này. FibroScan. Tại vì nó có nhiều yếu tố nguy cơ, yếu tố nguy cơ của cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu là đái tháo đường, là béo phì, là rối loạn chuyển hóa hoặc là hội chứng chuyển hóa. Do đó bệnh nhân này rất là nhiều yếu tố nguy cơ, đặc biệt trên bệnh nhân đái tháo đường là có nguy cơ rất là cao với bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Do đó thường thường người ta sẽ sàng lọc tìm bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu trên bệnh nhân đái tháo đường. Đây. Hoặc là những người có hội chứng chuyển hóa cũng vậy. Bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa có đái tháo đường tiếp 2, nếu thấy men gan nó tăng mà không rõ nguyên nhân thì bắt buộc coi chừng đó là NASH, mình phải đánh giá sơ hóa. Hoặc là trên bệnh nhân NAFLD thì luôn luôn mình phải tầm soát xem có yếu tố nguy cơ hay không, tìm xem có hội chứng chuyển hóa hay không, tìm xem có đái tháo đường hay không. Em nhớ yếu tố nguy cơ của NAFLD là gì? Thứ nhất là béo phì, thứ hai là đái tháo đường, thứ ba là gì? Rối loạn lipid máu, tăng huyết áp và hội chứng chuyển hóa ha. Tóm lại NAFLD là bệnh gánh nặng toàn cầu, tăng nguy cơ tim mạch, diễn tiến sơ gan và ung thư. Chẩn đoán nhiễm mỡ thì đánh giá mức độ nhiễm mỡ, tình trạng viêm có hay không, sơ hóa gan và các yếu tố nguy cơ. Phần điều trị thì mình chưa có học. Bây giờ làm thử những cái câu hỏi này. Nguy cơ gây NAFLD loại trừ, ngoại trừ đái tháo đường có không? Đái tháo đường có không? Có. Đối loại chuyển hóa có không? Có. Tăng huyết áp có không? Có. Rồi loại trừ cái nào? Máu. Máu. Rồi. Công việc nhiễm mỡ đơn thuần với viêm gan nhiễm mỡ thì dựa vào gì? Viêm gan là nhiễm mỡ rồi. Sơ hóa. Lại sơ hóa em ta chắc chắn thành mắt. Nếu mà không có nguyên nhân gây viêm thì làm sao nó có sơ hóa được? Thật ra không đánh cả đều đúng, đúng không? Rồi. Dấu ấn sinh học được khuyến cáo đánh giá sơ hóa gan ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ không do rượu là dấu ấn nào? Skin. C. Điểm sơ hóa NAFLD là NAFLD Fibrosis Score. Rồi lên mạng tự tìm hiểu NAFLD Fibrosis Score tính như thế nào ha. Mình có cái công thức tự tính, cô bắt mấy đứa tính đâu nhưng phải biết có cái điểm này. Nên là dấu ấn sinh học không dùng FibroScan. FibroScan là gì? Là về hình ảnh học chứ không phải là dấu ấn sinh học, đúng không? Nhưng mà nếu câu này là phương pháp nào được khuyến cáo thì em sẽ đánh cả NAFLD là gì? FibroScan ha. Rồi phân biệt gan nhiễm mỡ do rượu với NAFLD thì dựa vào gì? Cái thằng NAFLD thì ALT lớn hơn AST. À cô A, trong khi thằng rượu thì GGT tăng cao rồi tới AST lớn 2 lần ALT, còn ALP GGT không nói tới, nhiễm mỡ thằng nào cũng nhiễm, sơ hóa thằng nào cũng sơ, đúng không? Câu A. Bây giờ nói sơ về cái khái niệm này nữa nè, mà map phồn trước đi cái đã. Khái niệm để biết thôi, không có thi nha. Nói để biết cập nhật. Cập nhật. Bạn nào muốn biết thêm thì biết. Cô sẽ gửi bài hết cho. Chứ thôi nhiều lúc không biết khái niệm mới. Đây. Hồi trước mình gọi là NAFLD, bây giờ nó gọi là MAFLD. MAFLD là gì? Cái slide nào cô bỏ qua thì qua. Đây là tần suất NAFLD. Đây, MAFLD. MAFLD là thay vì chữ Non-Alcoholic Fatty Liver Disease thì nó thành là Metabolic Dysfunction hoặc là Associated Fatty Liver Disease, bệnh gan nhiễm mỡ liên quan chuyển hóa. Ha, khi người ta nói MAFLD là bệnh gan nhiễm mỡ liên quan chuyển hóa.
Thì nói chung hai thằng này đều là nhiễm mỡ hết. Nhưng mà thằng NAPFL hồi nãy định nghĩa là gì? Phải loại trừ những nguyên nhân nhiễm mỡ khác, em nhớ không? Loại trừ nguyên nhân nhiễm mỡ do viêm gan B, viêm gan C và rượu, thuốc. Nhưng khi nói tới MAPFL là nó không loại luôn. Chỉ cần bệnh nhân này có nhiễm mỡ cộng với sự hiện diện của bệnh chuyển hóa như béo phì, như đái tháo đường, hoặc ít nhất có hai yếu tố nguy cơ chuyển hóa bất thường thì nó gọi là MAPFL. Như vậy trên bệnh nhân MAPFL thì sao? Nó có thể có nhiều nguyên nhân. Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan chuyển hóa, nhưng đồng thời nó có thể viêm gan B, đồng thời nó có thể rượu, đồng thời nó có thể viêm gan C, hiểu không? Tức là nó chỉ cần là nhiễm mỡ cộng thêm hoặc là béo phì, hoặc là quá cân, hoặc là đái tháo đường, hoặc là có hai yếu tố nguy cơ về chuyển hóa. Hai yếu tố nguy cơ trong đó nó sẽ kể hàng loạt các yếu tố nguy cơ chuyển hóa, rồi chỉ cần hai cái nữa thôi. Như vậy nó cho phép hai nguyên nhân của gan nhiễm mỡ. Còn bên này nó khác rồi nha, bên này gọi là NAFLD, còn khi nãy phải loại hết các nguyên nhân nhiễm mỡ còn lại thì gọi là NAFLD. Như vậy khái niệm mới của mình là MAFLD, là bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến chuyển hóa. Rồi vậy thôi, chỉ cần biết vậy thôi là có thêm cái từ gọi là MAFLD ha, MAFLD tức là chỉ cần nhiễm mỡ cộng hoặc là béo phì là ra MAFLD, nhiễm mỡ cộng với đái tháo đường là ra MAFLD, bất chấp viêm gan B, viêm gan C rồi. Nếu người này không có béo phì, không có đái tháo đường thì cần thêm hai yếu tố chuyển hóa bất thường là gì? Thứ nhất là vòng eo, châu Á riêng, châu Âu riêng, huyết áp chỉ cần trên 130-85 hoặc là đang điều trị, triglyceride chỉ cần trấn hơn 150, HDL chỉ cần nhỏ hơn 40 đối với nam, 50 đối với nữ, tiền đái tháo đường tức là đường huyết từ 100 đến 125, hoặc là HbA1c từ 5.7 đến 6.4. Vậy có hiện tượng đề kháng insulin và hiện tượng là gì? Liên quan đến CRP, ngưỡng CRP tăng cao, nhảy chạy á, trên 2. Như vậy nếu mà mình dùng theo cái định nghĩa mới thì cái MAPFL nó nhiều khủng khiếp luôn. Nó sẽ vượt trội hơn so với cái tần suất của NAPFL trước đây. Thành ra cô đang cho các bạn nội trú đang làm đề tài mình xem cái tần suất nếu mà theo cái định nghĩa mới là MAPFL thì nó nhiều như thế nào. Vì cái MAPFL nó cực kỳ nguy hiểm. Nó nguy hiểm nhiều, thành ra họ đưa ra cái khái niệm này. Cái khái niệm mới mới năm 2020 2021. Như vậy nguyên nhân gan nhiễm mỡ bây giờ nó sẽ thành là gì? Thứ nhất là MAPFL. Thứ hai là nhiễm mỡ rượu đơn thuần. Nếu người này chỉ có rượu thôi, với tiêu chuẩn uống rượu hồi nãy y chang vậy, nhưng mà bệnh nhân này gì, hoàn toàn không có yếu tố về chuyển hóa thì gọi là nhiễm mỡ do rượu, hoặc là những nguyên nhân khác do nhiễm mỡ, tức là không có yếu tố về chuyển hóa, không có béo phì, không có đái tháo đường, không có hai trong ba yếu tố trong nhiều yếu tố, và không có uống rượu luôn, thì có thể là do thuốc này, có thể là viêm gan C này, có thể là vi sinh này. Nhưng mà một người bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến chuyển hóa thì nó có thể là gì, nó vừa có cả rượu, nó vừa có các nguyên nhân khác kết hợp vô thôi. Như vậy em để hiểu thêm những cái khái niệm mới thôi, cô chỉ nói thêm thôi. Đây là các yếu tố nguy cơ ha, các yếu tố nguy cơ cơ nó đều gây ra hai hai biến chứng về gan và biến chứng ngoài gan, chủ yếu là biến chứng về tim mạch cũng vậy thôi. Phần kia là cái bài này, bài mới của cô chuẩn bị nói trong cái hội nghị gần tới về những cái khái niệm mới về cái mắt phồn, em chỉ biết như vậy thôi ha, để lỡ mà có người ta có nói thì còn biết bắt phồn là cái gì, chứ không thôi biết cái khái niệm đó là khái niệm mới của châu Á mình đó. Rồi mình còn một bài cuối cùng, ráng lên nha, cái gan nó khó lắm cô.